Anh cũng đang muốn gặp Dượng. Anh còn muốn gì nữa đây? Cuộc sống của Dượng cũng đủ khổ lắm rồi. Biết như vậy nên anh muốn giúp cho Dượng bớt khổ. Em không tin. Chứ bây giờ em muốn anh làm cái gì để em tin đây? Em muốn trả nhà lại cho Dượng. Trả nhà lại cho Dượng? Được. Anh chịu hả? Em có biết vì sao Dượng tốt với em như vậy không? Thì Dượng thương má, nên Dượng cũng thương con của má. Dượng thương em là vì em là con trục của Dượng. Anh nói dối. Em không tin. Từ trước tới giờ anh nói dối em nhiều, nhưng lần này anh nói thiệt. Má và Dượng đã gian díu với nhau khi cha của anh còn sống. Chính vì điều này đã khiến cha của anh đau khổ và dẫn đến cái chết. Chuyện này anh kể rồi. Nhưng em không tin má làm như vậy đâu. Em có thể đi hỏi Dượng. À không, cha ruột của em. Nhưng chắc ổng cũng không dám chấp nhận sự thật này đâu. Bởi vì đó không phải là sự thật. Ổng không dám chấp nhận sự thật vì thằng Nghiệp chính là con ruột của ổng với bà Quyên, vợ trước của ổng. Anh đừng giỡn nữa, không hay đâu. Chính anh đã hối thúc tụi em lấy nhau sớm mà. Là tao muốn trả thù cho cha tao vì cha mày đã giết chết cha của tao. Nếu tao không trả thù thì tao không phải là con người. Mày không phải là con người từ lâu rồi. Khốn! Mày dừng lại. Loan, để ông bút chơi. Tuồng hay vẫn còn ở phía trước, chưa có hết đâu.